Sơn. Anh Lâm rất là vui khi ngày hôm nay được anh Sơn dành ra một cái thời gian quý báu của buổi trưa để có thể chia sẻ về cái gói giải pháp chăm sóc sức khỏe như hôm trước em đã điện thoại cho anh. Chào Lê. Dạ. Thưa anh Sơn, là để bắt đầu cái buổi chia sẻ ngày hôm nay á, thì em cũng mong muốn cung cấp thêm một số thông tin về lý do tại sao mà ngày hôm nay em đến đây gặp anh chia sẻ cái gói bảo hiểm này. Thưa anh Sơn, là hiện nay là theo cái thống kê từ khảo sát hợp tác cùng Nixon á, về mối quan tâm, bận tâm của người Việt về những cái vấn đề gì trong cuộc sống, thì đây là những cái vấn đề mà đang được người Việt quan tâm rất là nhiều. Thứ nhất đó là tương lai học vấn giáo dục của con. Thứ hai đó chính là tiền bạc và chi phí ngày càng trong cuộc sống ngày càng gia tăng. Về tình hình kinh tế cũng như là cái cách làm sao để cân bằng cuộc sống tốt hơn, có một cái công việc cuộc sống ổn định. Và đặc biệt hơn hết đó là về vấn đề sức khỏe, chiếm cái khảo sát được quan tâm nhiều nhất là 44%. Và chính vì thế thì khi mà nhìn lại với cái môi trường Việt Nam thì em nghĩ rằng người dân Việt Nam đã có ý thức hơn về sức khỏe rất là nhiều. Và ngày hôm nay anh Sơn là em nghĩ là một trong những người khách hàng chắc cũng nằm trong cái số này, nên anh mới có cuộc hẹn ngày hôm nay với em, đúng không anh? Đúng vậy em. Dạ. Anh không nghĩ là người Việt Nam chúng ta lại quan tâm nhiều đến sức khỏe như thế này, lên tới 44%. Anh nghĩ là đó cũng là những cái trăn trở của gia đình anh và anh trong cái thời điểm này. Dạ. Thưa anh, là bởi vì là người Việt Nam á, họ quan tâm đến sức khỏe khá là nhiều, nên họ sẽ quan tâm đến những cái điều gì sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Và theo anh thống cũng kê đang muốn biết xem đó là những cái điều gì đây. Dạ, đây em sẽ chia sẻ với anh luôn ạ. Và những cái điều mà khiến họ lo lắng ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, thứ nhất đó chính là cái môi trường sống. Môi trường sống ở đây sẽ bao gồm là không khí nè, nguồn nước nè, thực phẩm nè. Anh Sơn nghĩ như thế nào về việc này? Anh thấy là những thành phố lớn như Việt Nam chúng ta thì dân cư quá là đông đúc và khối lượng xe cộ cũng rất là nhiều. Nên là việc mà không khí và nguồn nước mà cũng đang rất là nan giải. Nhất là vấn đề thực phẩm. Anh thấy vợ anh bây giờ hàng ngày đi chợ rất là đau đầu. Không biết là nên mua cái gì cho gia đình để được sạch sẽ rồi an toàn với cơ thể của cả gia đình. Để mình giữ được cái thể trạng nó tốt nhất. Em thấy là vợ anh chắc là hạnh phúc lắm bởi vì được ông chồng quan tâm và thấu hiểu từng cái điểm rất là nhỏ hàng ngày đi chợ đó anh. Ngoài cái môi trường sống, còn người Việt Nam còn khá là quan tâm đến cái vấn đề là những cái thói quen sinh hoạt. Thói quen sinh hoạt ở đây là cái phương thức ăn uống, không chỉ là nguồn thực phẩm mà cái cách ăn uống như thế nào để có một cái sức khỏe tốt nhất, thể dục, thể thao và giải trí làm sao cho lành mạnh nhất. Và một cái vấn đề nữa cũng khiến những người Việt Nam họ khá là quan tâm đó là về vấn đề văn hóa. Văn hóa ở đây là sẽ bao gồm những cái hoạt động cộng đồng, hoặc là tham gia sinh hoạt, tham gia giao thông hàng ngày. Anh chưa hiểu là cái văn hóa này nó ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe nhỉ? Thì anh thấy là ở Việt Nam mình á, đa số theo thói quen và cái khả năng về tài chính, kinh tế thì hầu hết người Việt Nam của mình sẽ di chuyển phương tiện là bằng xe máy. Chắc là anh Sơn cũng vậy đúng không ạ? Và khi anh biết là khi mà di chuyển trong cái môi trường đi xe máy như thế này nè, thì khói, bụi, cái lượng chì ảnh hưởng đến cơ thể rất là nhiều. Và chưa kể là những cái hoạt động tham gia giao thông như anh thấy ở Việt Nam hiện nay á, là rất là mọi người cũng khá là lo lắng về cái tỷ lệ tai nạn giao thông ở Việt Nam. Nên những cái này là hầu hết ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe, là môi trường sống, còn có cái thói quen sinh hoạt và di chuyển của mình, cái ý thức di chuyển giao thông ở Việt Nam ở mình đó anh. Và khi mà nhắc đến sức khỏe thì ngày hôm nay em cũng muốn chia sẻ với anh thêm một cái thông tin về sức khỏe. Và đây là top 10 bệnh phổ biến nhất. Và cái nguồn thông tin này từ công ty bảo hiểm InSmart, là một cái công ty bảo hiểm cũng chăm sóc về sức khỏe viện phí cho một số khách hàng trên thị trường Việt Nam hiện nay. Thì khi mà họ nhận được những cái thông tin yêu cầu của khách hàng được chi trả thì đây là top 10 bệnh thường xảy ra nhất. Và anh Sơn xem thử nha, là những cái bệnh này anh đã từng nghe đến hoặc là người thân của mình đã từng bao giờ vào viện về những cái bệnh này chưa nhé. Ví dụ như là viêm phổi với cái môi trường sống, khí hậu, nhiệt độ và cái cách ăn uống, thì đây hầu hết cái thói quen làm việc nữa nó sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe của người dân Việt Nam. Viêm phổi nè, biến chứng thai sản nè, chấn thương nè, viêm họng nè, hoặc là viêm adenoma cấp
Avidam cấp. Anh là anh hay bị viêm họng này. Dạ, Vì là anh rất là dị ứng với thời tiết lạnh. Dạ. Mỗi một lần trời lạnh cái là ho rồi hắt hơi sổ mũi và khá là mệt mỏi. Dạ, mà trong khi đó là anh đang sống ở cái môi trường thành phố Hồ Chí Minh như mình đó là khá là ấm áp mà còn bị như vậy đúng không anh? Dạ. Và chưa hết là những cái yếu tố bệnh như là tăng huyết áp, viêm phế quản, rồi bệnh cuộc sống do mình ngồi mình làm việc á anh ạ. Dạ, rồi viêm dạ dày cũng do lối sống ăn uống cũng thất thường, bận công việc nhiều quá. Viêm đường hô hấp trên, bệnh thực quản, bệnh dạ dày. Thì đây là những cái bệnh là khá là phổ biến tại Việt Nam hiện nay. Và khi vào viện theo anh nghĩ là ngoài cái yếu tố do nguyên nhân do bệnh thì anh Sơn nghĩ là còn những yếu tố nào nữa không? Anh không biết là trong trường hợp mình tham gia giao thông như vậy thì có những cái tai nạn bất ngờ xảy tới thì sao? Dạ, chính xác. Đó cũng là hai cái nguyên nhân chính khiến đa số người Việt Nam phải vào viện. Một là do bệnh, hai là do tai nạn. Dạ. Và khi mà vào viện như anh nói là phải nằm một số ngày á anh, là phải điều trị nội trú. Và tâm lý, tâm trạng của những người bệnh khi họ nằm trong bệnh viện á thì sẽ họ sẽ có hai cái vấn đề mà họ lo lắng nhất. Đó chính là tăng và chi phí viện phí hiện nay. Tăng chi phí. Mà trong khi đó là chi phí ngày càng tăng. Mà họ lại không đi làm được vì lý do sức khỏe. Họ không có đi ra ngoài được để tiếp tục công việc, đủ sức khỏe để đi làm. Mà thu nhập thì bị giảm. Mà chi phí bệnh viện, chi phí chăm sóc sức khỏe thì ngày càng tăng. Nên chính vì thế đó là một trong những cái lý do mà ngày hôm nay em gặp anh Sơn để có thể chia sẻ với anh Sơn một cái sản phẩm bảo hiểm rất là tuyệt vời mà đang được rất là nhiều khách hàng đến với AEA quan tâm và tham gia. Và cái sản phẩm này được mang tên là bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật đó anh. Rồi, cụ thể nó là như nào em nhỉ? Thưa anh Sơn, là ông bà mình hay nói rằng là khéo lo không bằng lo khéo. Dạ, nên chính vì thế là khi mà anh Sơn còn đang trẻ khỏe như thế này nè, mỗi ngày mình đều đang đi làm được, mình chắc chắn là tạo ra thu nhập tốt. Thì mình có thể trích ra một cái khoản rất là nhỏ để mình có thể an tâm trước những cái viện phí khi mà điều trị, kể cả về vấn đề sức khỏe cũng như là tai nạn. Thì anh hãy giao cái việc đó cho AA, mọi thứ đã có AA lo cho mình rồi. Và cái sản phẩm này có những cái điểm rất là đặc biệt, khác biệt so với các sản phẩm khác trên thị trường. Với những điểm ưu việt như sau. Thứ nhất, đó là sản phẩm sẽ không giới hạn về tổng số tiền chi trả trong một năm hợp đồng. Thứ hai là không yêu cầu khách hàng phải đồng chi trả với công ty. Và bên cạnh đó là khách hàng khi tham gia sản phẩm này á, sẽ được bảo lãnh viện phí trong mạng lưới liên kết và cơ sở y tế toàn quốc. Bảo lãnh viện phí tức là người khách hàng nếu đến đúng trong cái mạng lưới bệnh viện mà sản phẩm này có liên kết á, thì anh không cần phải bỏ ra cái chi phí mà anh sẽ được bảo lãnh, tức là công ty bảo hiểm sẽ chi trả luôn cho mình. Dạ. Và ngoài ra bảo hiểm sẽ chi trả các chi phí y tế thường mắc phải những cái bệnh như vừa rồi em nhắc với anh. Và vì mong muốn mang đến cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thì tụi em cũng có một cái tổng đài để tư vấn y tế và đặt lịch khám tại nhà theo cái số đường dây nóng như thế này anh, để luôn luôn là một cái trung tâm hỗ trợ khách hàng dịch vụ tốt nhất. Tại như anh biết là khi mà có vấn đề về sức khỏe, về tai nạn á, thì người ta rất là cần được cái sự tiếp nhận ngay, được sự hỗ trợ ngay. Nên chính vì thế là công ty có cái dịch vụ này cho khách hàng. Dạ, thưa anh, và đây là tổng quyền lợi của cái sản phẩm này. Đối với sản phẩm này thì anh thấy ở trên màn hình ở góc bên trái này sẽ là những cái sự kiện bảo hiểm sẽ được chi trả. Sự kiện bảo hiểm tức là những cái trường hợp nếu người khách hàng gặp phải, khách hàng sẽ được chi trả. Dạ, và khi tham gia cái này anh sẽ có hai sự lựa chọn. Một là chương trình cơ bản, hai là chương trình nâng cao với những cái số tiền bảo hiểm và hạn mức chi trả khác nhau. Và để anh Sơn có thể hiểu rõ hơn thì em xin được phép đi vào từng chi tiết cái quyền lợi sản phẩm anh nhé. Anh thấy là khá nhiều quyền lợi đấy. Dạ. Thì đó là lý do vì sao mà hôm trước em gọi điện cho anh á. Em rất là tự tin khi chia sẻ với anh cái gói giải pháp này. Dạ. Quyền lợi đầu tiên đó chính là chi phí phòng và giường bệnh. Tại vì khi vào viện là cần hai yếu tố đó đầu tiên, đúng không anh? Đối với chương trình cơ bản sẽ là 500.000 một ngày, và đối với chương trình nâng cao là 800.000 một ngày.
và sẽ có hạn mức chi trả tối đa một năm lên đến là 48 triệu đồng một năm. Và cái quyền lợi thứ hai đó chính là chi phí của phòng chăm sóc đặc biệt. Đối với chương trình cơ bản sẽ là 1 triệu đồng một ngày và đối với chương trình nâng cao sẽ là 1 triệu 6 một ngày. Và tổng quyền lợi của chi phí chăm sóc đặc biệt này lên đến tối đa là 48 triệu đồng một năm. Dạ. Quyền lợi thứ ba mà em muốn chia sẻ với anh ngày hôm nay đó chính là chi phí phẫu thuật trong ngày. Sẽ có hai quyền lợi luôn ạ. Đối với chương trình cơ bản lên đến là 6 triệu đồng cho một lần điều trị. Và đối với chương trình nâng cao lên đến là 10 triệu đồng cho một lần điều trị. Và cái phần này có khá là đặc biệt là sẽ không giới hạn trong một năm hợp đồng. Linh Anh hỏi thăm là cái phẫu thuật trong ngày mình được hiểu như thế nào nhỉ? Dạ. Phẫu thuật trong ngày có nghĩa rằng là khi mà người khách hàng phẫu thuật cũng như là điều trị sau phẫu thuật trong vòng dưới 18 tiếng thì mình sẽ được hỗ trợ cái quyền lợi này đó anh. Nếu vậy thì trên 18 tiếng thì sao em? Dạ, thưa anh, là nếu mà trên 18 tiếng thì có nghĩa là đó là cái quyền lợi bảo hiểm nội trú đối với cái chi phí phẫu thuật là cái quyền lợi thứ tư này đó anh. Và cũng sẽ có hai cái chương trình cơ bản và nâng cao do tùy anh chọn lựa. Đối với chương trình cơ bản sẽ là 12 triệu đồng cho một lần điều trị và đối với chương trình nâng cao sẽ là 20 triệu cho một lần điều trị. Và cũng giống như cái quyền lợi chi phí phẫu thuật trong ngày thì cũng sẽ không giới hạn trong một năm hợp đồng số lần như thế này. Dạ. Và thưa anh Sơn, là cái quyền lợi thứ năm mà em muốn chia sẻ với anh đó chính là quyền lợi về chi phí cấp cứu. Đối với trường hợp cấp cứu thì khách hàng cũng sẽ có hai sự lựa chọn. Đối với chương trình cơ bản là 1 triệu đồng cho một lần cấp cứu. Và đối với chương trình nâng cao sẽ là 2 triệu đồng cho một lần cấp cứu. Và cũng giống như quyền lợi phẫu thuật thì đối với cấp cứu thì cũng sẽ không giới hạn trong một năm hợp đồng. Dạ. Quyền lợi thứ 6 khá là nhiều anh ha. Nhiều quá ha. Dạ. Quyền lợi thứ 6 đó chính là chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo. Hồi nãy là những cái bệnh nhẹ hơn có thể xong trong vài ngày. Nhưng đối với bệnh hiểm nghèo là một trong những cái điều cũng khá là nhiều người dân Việt Nam, em nghĩ chắc anh Sơn cũng sẽ quan tâm nếu anh quan tâm đến sức khỏe anh. Đúng rồi, cũng có quan tâm á. Dạ, thì đối với chi phí điều trị bệnh hiểm nghèo thì sẽ là chi phí chạy thận nhân tạo, chi phí điều trị ung thư bằng xạ trị hoặc hóa trị. Và như anh biết là hiện nay về chạy thận nhân tạo hoặc là điều trị bằng ung thư, xạ trị hoặc hóa trị nó cũng xảy đến đối với rất là nhiều người và đó là hầu như là cái phương pháp khá là được sử dụng nhiều đối với điều trị bệnh hiểm nghèo của anh. Thì đối với chương trình cơ bản sẽ được hỗ trợ lên đến là 20 triệu đồng trong một năm. Đối với chương trình nâng cao sẽ lên đến là 40 triệu đồng trong một năm hợp đồng, mỗi năm hợp đồng. Dạ. Về quyền lợi thứ 7 đó chính là chi phí y tế nội trú khác. Và chi phí này có nghĩa là gì ạ? Là sẽ bao gồm chi phí xét nghiệm nè, chi phí chẩn đoán hình ảnh nè và chi phí thăm khám và những cái chi phí y tế liên quan khác. Dạ, đối với chương trình cơ bản sẽ là 6 triệu đồng cho một lần điều trị. Và đối với chương trình nâng cao lên đến là 10 triệu đồng cho một lần điều trị. Và cũng đặc biệt quyền lợi này là phù hợp ấy, và nó rất là thiết thực đấy. Dạ. Và đặc biệt nữa là cũng không giới hạn trong một năm hợp đồng. Dạ. Tiếp theo đó chính là quyền lợi thứ 8 là chi phí điều trị sau khi xuất viện. Rất là chu đáo anh. Cái này hay nè. Dạ. Chi phí điều trị sau khi xuất viện chắc anh cũng biết đó là bao gồm là tư vấn y khoa hoặc là mình thăm khám lại để đảm bảo mặt sức khỏe của mình đã ổn hay chưa. Thì đối với gói chương trình cơ bản sẽ là 500.000 cho một lần điều trị. Và đối với chương trình nâng cao sẽ là 1 triệu đồng cho một lần điều trị. Và cũng rất là đặc biệt đó là không giới hạn trong một năm hợp đồng. Dạ. Và quyền lợi cuối cùng mà hôm nay em muốn chia sẻ với anh đó chính là chi phí điều trị ngoại trú. Tức là người khách hàng không cần phải nằm qua đêm tại bệnh viện. Và đối với chương trình cơ bản thì hiện tại chương trình không áp dụng. Sẽ dành đặc biệt cho chương trình khách hàng nâng cao có cái sự khác biệt đó anh. Dạ. Đó là 1 triệu đồng cho một năm hợp đồng. Dạ. Với 9 cái quyền lợi vừa rồi em vừa chia sẻ với anh đối với bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật thì đây là cái phần tổng quan để anh Sơn có thể tiện theo dõi về tất cả những cái quyền lợi, sự kiện bảo hiểm cũng như là số tiền bảo hiểm và cái hạn mức chi trả đối với cái sản phẩm này. Không
biết là anh Sơn có thắc mắc câu hỏi nào thêm sau khi mà em chia sẻ với anh về quyền lợi sản phẩm này không ạ? Nếu như anh tham gia sản phẩm này thì anh không biết là anh có mua cái sản phẩm này một cách độc lập được hay không? Và ngoài ra thì anh có thể tham gia thêm các cái sản phẩm khác để bảo vệ những cái quyền lợi khác hơn, như là bảo vệ tai nạn, bảo vệ tử vong mà số tiền nó cao hơn chăng? Bởi vì anh nghe thị trường bảo hiểm toàn thấy là mệnh giá gì tỷ tỷ đó em. Dạ, cảm ơn câu hỏi của anh Sơn. Và em thấy là anh là người đàn ông cực kỳ chu đáo luôn. Không chỉ là quan tâm đến vợ hàng ngày đi chợ như thế nào, mà anh còn có một cái nhìn rất là xa, rất là rộng để bảo vệ không chỉ cho bản thân và cho gia đình mình, và những cái vấn đề lo lắng khác lớn lao hơn trong cuộc sống. Và ngày hôm nay em sẽ giới thiệu đến anh một cái gói giải pháp, và em nghĩ rằng anh cũng sẽ rất là quan tâm. Và gói giải pháp này em cũng đã thiết kế sẵn dành cho anh, là một người 30 tuổi ở cái mức thu nhập khá như anh á. Thì chỉ cần là một năm mình tiết kiệm đâu đó khoảng 20 triệu 200 nghìn, tương đương với một ngày là chỉ có 55.000 đồng một ngày thôi. Chắc là bằng một bữa ăn sáng của mình đó anh. Thì anh sẽ được những cái quyền lợi như là, thứ nhất là quỹ tài chính chăm sóc sức khỏe lên đến là hơn 105 triệu. Thứ hai đó chính là quỹ tài chính điều trị bệnh hiểm nghèo với số tiền lên đến là 500 triệu đồng. Thứ ba đó chính là quyền lợi tài chính khi mà mình bị gián đoạn thu nhập, với tổng quyền lợi lên đến là 1 tỷ 3. Và điểm thứ tư đó chính là anh sẽ gây dựng được một cái quỹ tài chính để bù đắp tổn thất nếu có rủi ro do tai nạn, và đảm bảo mức sống cho người phụ thuộc, ví dụ như người vợ hoặc là con, lên đến số tiền là 2 tỷ 6. Mà tính ra với tất cả những cái quyền lợi như anh đang quan tâm, vấn đề anh đang lo lắng với số tiền lên đến là 105, 500 triệu, tỷ 3 và 2 tỷ 6, thì tính ra một ngày anh chỉ cần giao phó cho AI cái sự lo lắng đó của anh khoảng 55.000 đồng thôi. Thì anh Sơn thấy thế nào ạ? Anh thấy là cái 55.000 đồng này không quá khó khăn đối với gia đình anh. Dạ. Nên là việc tiết kiệm 55.000 thì cũng không thành vấn đề đâu. Dạ. Anh nghĩ là anh tiết kiệm được. Dạ. Sơn ơi, vừa rồi là em đã chia sẻ cái gói bảo hiểm nằm viện và phẫu thuật liên quan đến chăm sóc sức khỏe, cũng như những cái vấn đề khác lớn hơn trong cuộc sống mà khiến anh lo lắng với cái gói giải pháp này. Thì anh Sơn thấy là ngày hôm nay mình sẽ quyết định tham gia luôn. Mình sẽ tham gia bằng cách chuyển khoản hay là cà thẻ hay là tiền mặt, thì anh Sơn thấy cái nào là tiện cho anh Sơn nhất trong buổi trưa ngày hôm nay ạ? Thế anh thấy gói giải pháp mà em tư vấn và giới thiệu khá là tốt rồi. Để quyết định tham gia thì anh nghĩ anh quyết định rồi đấy. Dạ. Tuy nhiên là việc anh ký ngày nào thì anh nghĩ là em nên có một cuộc hẹn với vợ chồng anh vào nhà đi. Dạ. Để trước hết là anh sẽ trao đổi với vợ thêm. Thứ hai nữa là em tới em cũng tư vấn lại cho vợ anh một lần nữa. Thì lúc đấy là vợ chồng anh quyết và chốt nó sẽ nhanh hơn. Dạ. Lúc đó em đến em hoàn thiện hồ sơ cho anh. Dạ. Cái việc gì mà có cả hai vợ chồng cùng lắng nghe, cùng thống nhất thì nó sẽ trọn vẹn hơn rất là nhiều, đúng không anh? Đúng em rồi. Cũng hoàn toàn đồng ý với anh như vậy. Và hôm nay là thứ năm em gặp anh, thì không biết là ngày thứ bảy hay chủ nhật thì có thể là gặp được hai vợ chồng anh cùng một lúc luôn được không anh? Chiều thứ bảy được em. Chiều thứ bảy. Dạ, chiều thứ bảy mình khoảng mấy giờ ạ? Để em sẽ ghi chú vào cái lịch làm việc của mình luôn. 3 giờ chiều. Dạ, 3 giờ chiều ngày thứ bảy. Dạ, mình sẽ gặp nhau tại nhà anh hay là một cái quán cà phê nào đó gần nhà anh cho tiện? Em cứ gặp tại nhà cũng được. Dạ. Chồng anh ở nhà. Dạ, anh có thể cho em xin thông tin về địa chỉ để em có thể đến gặp anh đúng giờ. Em đến khu chung cư Đảo Kim Cương. Dạ. Ở quận 2. Dạ, ở bên quận 2 đúng không anh? Trời ơi, khu này rất là đẹp luôn á. Tuyệt vời. Dạ. Cảm ơn anh Sơn. Dạ, em xin được chốt lại lịch hẹn với anh là 3 giờ chiều vào ngày thứ bảy tại khu chung cư cao cấp đúng không anh? Đảo Kim Cương ở bên quận 2. Dạ, trước khi em đến gặp hai vợ chồng anh thì em sẽ alo cho hai vợ chồng anh trước 30 phút nhé. Được em. Dạ, em cảm ơn anh Sơn rất là nhiều đã dành thời gian cho buổi trưa rất là quý báu của anh ngày hôm nay, và hẹn gặp lại anh vào ngày thứ bảy anh nhé. Cảm ơn Linh. Dạ, chào anh. Xin chào. Dạ. Đây là ba gói giải pháp tham khảo được chọn lọc từ các chuyên gia. Bạn mong muốn mang đến gói giải pháp tuyệt vời nào nhất cho khách hàng của mình?